Những cây tiếp theo các bác nhé, ở chỗ triển lãm hàng nông sản đầu Hoàng Quốc Việt các bạn nhé, Hoàng Quốc Việt Hà Nội, cầu Giấy Hà Nội. Thì đang có khai mạc đây, nhưng mà họ đang biểu diễn ca nhạc rất là ồn, các bác thông cảm. Không biết đang lên YouTube có yêu cầu vi phạm bản quyền không? Phép quay lên chương trình văn nghệ khai mạc họ còn kéo dài, mình không có nhiều thời gian để ở lại lâu, chỉ phép quay tiếp tục quay thôi. Đấy là cái vừa nãy nói chuyện với bác là nhìn xa xa là bảo là có cái đảo thành phố ở đây rồi, nhưng mà nó là cái đảo thành phố thật. Thất thốn Nhật Tân các bác nhá, chứ không phải thất thốn Trung Quốc. Giống tảo kiến mua rất là quý. Nó như là gà Đông Tảo, gà Đông Tảo là thất thốn. Bởi vì cái độ sần sùi của cái hoa của nó rất là dị, và nó đã nở hoa thì cực kỳ là đẹp, màu nó rất là thắm. Để qua để làm nó ra hoa đúng Tết thì cực kỳ khó, không phải ai làm được, thì một vài người làm được. Vì là đang đúng cái lúc chỗ này họ khai mạc, cho nên là khá là ồn. Rất nhiều mặt hàng nông sản. Và đến đây không chỉ xem cây cảnh mà còn rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản rất là tốt cho cuối năm, cho tiêu dùng và kích cầu tiêu dùng. Cây xanh rất chuẩn mực của miền Bắc này, mẫu mực của miền Bắc này. Đấy, tôi sẽ dành cái video này để quay cái hàng bên phải này, một cái video mẫu mực cho cái loạt mini ở giữa này, một cái loạt mini rất đặc sắc ở giữa này. Bên kia mỗi hàng một cái video riêng luôn nhé. Bắt đầu từ cái cây tiếp theo này đi, cây xanh ngôm đá. Bên này các bác xem hết rồi đúng không? Tôi chuyển sang cây bên này nhá, cây xanh ngôm đá, cầm khá là mỏi tay thôi. Cây xanh ngôm đá.
Đây, cây và đá là, bây giờ nó như là một rồi, cây và đá nó không thể tưởng tượng. Cái rễ này nó luồn lách, nó rất là dị. Rắn cổ cỡ khá là to trên cái chậu đá, chậu đá rất là trơn và cổ. Cái rắn cổ dành cho những cái tín đồ yêu rắn cổ của bác nhé. Cái chậu thì rất là cổ rồi, rất là xưa rồi. Cổ này thì không phải ai cũng tiêu hóa được đâu các bác nhé, cũng tùy người đấy. Nhưng mà để một cây rắn cổ mà chuẩn mực đẹp thì nó rất là giá trị. Thứ nhất là đã là cây rắn cổ thì cái cây đấy phải già rồi, tuổi nó là không phải bàn được, nó phải rất là già rồi. Cái thứ hai là rắn cổ là phải có những cái quy luật khắt khe của các cụ ngày xưa ấy, các bác nhé. Đấy là đặc trưng của Bắc Bộ, những dòng tranh chi rắn cổ đấy là theo một cái tích hay là một cái câu chuyện các cụ dân dạy đấy. Cái cây cổ mà nội bộ của văn hóa Việt Nam nó khác từ cây bonsai quốc tế là chỗ đấy các bác nhé, có cái câu chuyện, cái tích chuyện ở trong đấy các bác nhé. Đấy thì và tất nhiên chúng ta triển gai tay cành hoặc là chi găm nó cũng phải rất là hợp lý. Đấy các bạn, mát hạn nó bị ngược sáng, cái sáng ở kia kia chiếu vào. Ui, em hát lại đây rồi. Dạ. Sớm thế bác. Thế thế nào hơn đấy thì của cái hành tán thì. Và nó có tí quả chơi cho nó. Đấy. Tết nhất cho nó vui, chúc phúc. Còn những khu cây to nữa không ạ? Dạ. Còn khu cây toàn cây to mà nó nằm đâu nhỉ? To. Cây chỗ này thôi. Quay toàn cây to kìa. Chắc là mấy cây này nó quay gần đấy. Vì là chỗ này quay này là nhiều ấy. Vì là không đây nông sản. Bộ thiếp ba cái cây đại tướng cơ mà. Chắc là trở về rồi. Cây ở đây cây đại tướng mà. Thế cây mờ 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 mờ, 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 mờ đẹp, đẹp đây. Hết chỗ rồi, còn đi ra kia còn gì đâu. Không có cái gì à? Hết rồi. Chỗ này là được là rộng lắm rồi đấy. Còn bày nông sản nữa các bạn. Này thôi. Cái lộc vừng. Lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo thành phố Hà Nội, hội đồng đấu giá. Thì nữa cố gắng đi một lượt đằng sau này thì nó sẽ rõ hơn, vì là đấy nó thuận đèn sáng hơn, gặp với bác quen cái mẫu đơn đấy. Có MC giới thiệu cho rồi, tôi đỡ phải giới thiệu nhiều nó đang quay ở đâu. Đây đây là cái xanh nha, rất là đặc trưng anh em miền Bắc, đẹp, vị trí rất là trang trọng, bể cổ 1943. Hàng ngàn người lao động Việt Nam, những nhà sản xuất, nghệ nhân, các nhà khoa học, các thành viên
về cổ Trần Đôn năm 1943 mà cũng về rất cổ, cổ và vẫn còn rất là lành lặn. Đẹp, các bác nhìn cái cây cổ nó hợp với cái bể cổ, các bác nhìn thấy nó sần sùi mà lại sạch, các bác hiểu đấy. Chỉ có già mới được như vậy. Đấy. Một cây mẫu đơn hồng phấn rất là đẹp, hồng phấn hoa màu hồng các bác, hoa mẫu đơn màu hồng rất là đẹp. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương. Đang giới thiệu quý vị đại biểu. Về phía thành phố Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Dử, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Châu Phú Mỹ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, là đơn vị chủ trì tổ chức. Xanh. Về phía Bắc Tây Hồng xin trân trọng. Chung là triển lãm ở miền Bắc thì đặc trưng là xanh xi các bạn. Sơn Lâm. Xin được trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí là lãnh đạo sở, các đơn vị thuộc sở, các tỉnh, thành phố. Xin giới thiệu tỉnh Hà Nam, Sơn La, Hải Dương, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình. Trân trọng giới thiệu các tỉnh Bắc Ninh, Bắc, Hưng Yên, rất nhiều người đưa tin Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Ninh Bình. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sân khấu ông Nguyễn Văn Sử, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đọc diễn văn khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. Lộc vừng rất là cổ. Lộc vừng rất là cổ. Những cái này đều là những cái mầm thở ngày xưa đấy, và được cắt đi nhiều lần, bây giờ nó thành một cái điểm chai ở đấy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Có cả bác Cường. Vâng, Cường bác ấy đến dự, rất là nhiều đại biểu cao cấp đến dự. Đấy, bên này thì quận ánh sáng hơn các bác. Đấy, bên này thuận ánh sáng hơn, tôi sẽ đi lướt một lượt các bạn. Mặt bên trong các bác quay vừa nãy nó bị ngược ánh sáng, nó hơi tối một chút. Đây mẫu đơn hồng phấn, cái hoa của nó rất là đẹp, rất là gọn. Đây, cái bể mặt này các bác nhìn thấy nó cổ, chân của nó 943 này. Đấy. Cây cẩm thị thì quay quá nhiều lần rồi. Chi dáng cổ đây đây. Ok, đã xong cái hàng ở bên phải. Được. Đánh vào khu vực bên giữa các bác nhé, bên giữa rất là nhiều cây mini hay trong này các bác nhé.